hít thở là hoạt động cơ bản của con người. Đa số chúng ta hít thở một cách vô thức, không mấy ai chú ý đến kiểu thở của mình. Tuy nhiên, không giống như hoạt động co bóp của tim hay dạ dày, con người có thể điều khiển nhịp thở của bản thân. Hít thở là động tác quan trọng, khí oxy được hít vào để tạo ra năng lượng sau đó thải ra khí carbonic. Hít thở đúng cách giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng trong lúc COVID-19 đang làm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Vận động hít thở giúp cho chúng ta thư giãn tâm trí, giảm căng thẳng và cảm thấy cân bằng hơn. Nguyên nhân là do khi vận động hít thở đều đặn, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, tăng sản xuất hormone tạo cảm giác dễ chịu. Với một tâm trạng tốt, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn và không ghi nhận được khi duy trì các động tác thở nông, ngắn. Vì thế khi có xung đột hay rắc rối, bạn nên dừng lại và vận động hít thở vài nhịp. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn để đưa ra các quyết định đúng đắn, không khiến bản thân phải hối tiếc sau này. Những mối quan hệ tốt cũng nên được gìn giữ bằng cách áp dụng bí quyết này. Vận động hít thở giúp duy trì tinh thần tích cực, vui vẻ, cải thiện hoạt động hệ tim mạch. Một điều rõ ràng đã được chứng minh là vận động hít thở tốt cho tim mạch. Tim được cung cấp nhiều khí oxy hơn, từ đó có thể luôn hoạt động tốt mà không bị quá tải. Tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa, hít một hơi thật sâu có tác dụng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, kích thích hệ miễn dịch khỏe mạnh. Lưu thông máu đến nuôi các cơ quan của hệ tiêu hóa được cải thiện, cung cấp đủ oxy đảm bảo vận hành tốt. Duy trì cân nặng hợp lý, quá trình luyện tập thể lực có tác dụng đốt cháy năng lượng và tiêu hao chất béo dư thừa. Vận động hít thở là động tác cần có khi chúng ta tập thể dục, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đốt cháy chất béo. Hình thành tư thế tốt cho khung xương, tư thế sai có thể trực tiếp sinh ra cách thở sai. Khi vận động hít thở, phổi được lấp đầy bởi không khí, lồng ngực nở ra, cột sống thẳng lên, xương vai được mở ra phía sau giúp tạo ra một tư thế thẳng và đẹp. Kiểm soát cảm xúc và hơi thở có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Khi giận, hơi thở trở nên sâu và dài. Ngược lại khi hồi hộp, lo lắng, nhịp thở có khuynh hướng trở nên dồn dập và nông hơn. Vì vậy, kiểm soát hơi thở đồng thời có thể giúp kiểm soát tư tưởng, tình cảm của bản thân. Vận động hít thở sẽ giúp bạn giữ được tư tưởng và suy nghĩ theo hướng tích cực, giảm lo âu, căng thẳng, nâng cao được chất lượng của cuộc sống. Giảm đau, giảm viêm, ngày nay, vận động hít thở được xem như một biện pháp điều trị các chứng đau nhức thông thường. Hít thở đúng cách giúp cơ thể giải phóng endorphin, chất giảm đau tự nhiên, giảm lượng axit trong cơ thể, tăng cường đào thải các chất độc và giảm khả năng phát triển bệnh tật. Vận động hít thở còn có thể ngăn ngừa ung thư. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.